Tại vì hôm qua á là Thi bắt được nhân viên của Thi ở trên lầu là chuyển khoản qua số tài khoản của mình ơn luôn, cho nên là Thi mới đuổi lại nhân viên nó đi. Thì cho nên là thì từ trước tới giờ tất cả anh chị em có xem clip của Thi, nếu mà những ai ăn trên lầu 1 hoặc ăn phía trước mà có chuyển khoản có đúng số tài khoản này hay không nha. Duy nhất một số tài khoản Nguyễn Trung Tính, thì tất cả anh chị em chuyển khoản qua số này khi tất cả anh chị em ăn gỏi hay là mua hàng gì bất cứ, chỉ có một số này. Còn nếu ai mà hôm bữa tới giờ mà chuyển lộn số tài khoản thì hãy xin thông báo comment phía bên dưới giùm em và những người nào nha. Tại vì phía bên trên là hôm qua thì bắt gặp là nhân viên thi cho nghỉ rồi đó, lấy tiền luôn 500.000 mới có một lần rồi nha, mới có một lần 500.000, còn trước đó nữa thì Thi không biết. Thì bắt gặp là Thi cho nghỉ rồi đó, cái người cao bự trên lầu á nha. Nhưng mà con người ai cũng có lòng tham, nhưng mà tham phải tham đúng, tham với sức lực của mình làm ra. Ví dụ mình làm nhiều thì mình có tiền nhiều, còn mình tham theo kiểu mình lấy đường quẹo trái mà lấy tiền luôn á thì nó sẽ không đúng với Thi, nó không hợp lý. Mà ở với Thi cả năm trời bắt được một lần, thì trước năm đó nữa thì biết bao nhiêu lần mà nói, mà lúc mà khách đông thì Thi nghĩ là sẽ thất thoát vài chục lần, nhưng mà Thi không có nói. Tại vì sao? Thi nghĩ hơi sống đàng hoàng tử tế, trời ban cho mình cái khác. Ví dụ nhân viên nó có tham, nó có ăn cắp của Thi thì Thi làm được cái khác. Nhân viên nhà Thi thì nói chung là Thi cho ăn thoải mái, uống thoải mái, chơi xả láng, sáng dậy sớm Thi ăn gì nhân viên ăn đó, là đừng cái lấy của Thi là được, hiểu không? Thì nhà Thi nói chung ra là cũng nhiều người lấy rồi, cho nên cũng cho nghỉ mớ rồi, trước đó cũng đã cho nghỉ một mớ rồi, không phải là khơi khơi mà Thi đuổi đâu. Nhưng mà nhiều khi nó coi Thi, nó chửi Thi trên đây đó, hiểu chưa? Nhưng mà chửi thì chửi, nhưng mà Thi muốn dạy dỗ lại, giống như Thi ngày xưa vậy đó. Thi nghèo và Thi phải gắng cố gắng, Thi mới bươn chải ở nằm bệnh viện ở này ở nọ thì mới có được. Bất cứ của cải tài sản mình cũng vậy, mất mát đi dù 10.000, 20.000, mình rất là tiếc. Tại giờ sao mình nghĩ là mình làm việc rất là cực mới kiếm được 100.000. Rồi sau đây thì chia sẻ về cái vấn đề mà tất cả anh chị em đến ở đây ăn và chuyển khoản nha. Chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha, mọi người nên lưu ý một số tài khoản duy nhất Nguyễn Trung Tính, và mọi người hãy chuyển khoản qua đó giùm Thi. Thì bữa nay á là Thi sẽ dời vô hai cái nồi ngay đây rồi. Thi định á Thi đi Thái Lan về Thi mới làm, nhưng ai về Thi làm chưa đi Thái Lan nó đã xong hết rồi. Thì đây là Thi sẽ để một cái nồi bún thái tâm dâm, và đây là kế bên là cái nồi ốc bu luộc. Thi xài bằng điện hết nha, tiện lợi tiện nghi cho tất cả anh chị em luôn. Mà đặc biệt là ốc này hóc nó thơm dữ lắm, nó thơm nực nồng luôn, đã kèm với nước chấm nước sốt. Còn bún thái tại đây tiện lợi cho nhân viên Thi múc, và đối diện mua mang về, ai mua ở đây mang về ở đây múc qua đây luôn đó, tiện lợi. Và sân phía trước á Thi sẽ dẹp gọn hết rồi, cho nên tất cả anh chị em ngồi nè, thấy chưa, ngồi hết luôn, dẹp nồi ốc này nọ ngồi rất là tiện lợi luôn. Thì ở đây ngồi rất là đông khách, Thi nghĩ là ở đây là ngồi rất là tiện lợi và nó sẽ thoải mái hơn. Với lại là Thi chỉ cần là khách vô là buổi trưa là nhân viên Thi phục vụ luôn. Thi màu mè cầu kỳ quá lá hè thì mọi người cũng đã biết rồi, phát triển 5 năm nay rồi, chuẩn bị 6 năm rồi. Thì có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia, có người ghét, có người thương, có người xấu, có người đẹp, có người giàu, có người nghèo. Thì cho nên là cái giàu, cái nghèo, cái xấu, cái đẹp không quan trọng, cứ bước vô đây mua đồ trả tiền về vui vẻ đã, vô tiếp xúc vui vẻ đã, thuận thì mua thôi, kiểu như vậy, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi đã, không ai ép ai, giá cả có trên bàn hết, thấy không? Cái nhà hàng mà rộng thênh thang như vậy, vui như vậy mà vô 50, 60, 15.000 cũng có nữa thì mọi người sẽ khó tìm lắm đó. Mọi người đến ở đây thì cũng vui, và mọi người ăn được nhiều món thì bán được nhiều thì cũng rất là vui. Nhưng mà nhiều có một cái là đông quá tiếp xúc không được, phải tranh thủ ra quay phim. Nhiều bà nói gì nè, nói Thi ở trong đó cái miệng tí li hết trơn á, cái miệng nói như là chợ cá vậy đó, mà ở ngoài sao gặp nó sao nó hiền dữ vậy. Tại sao? Tại vì đâm gỏi quá mệt rồi đâu nói chuyện được, lâu lâu rảnh ra quay phim để nói chuyện thôi, để mọi người thông cảm giùm nha. Đến ở đây ăn gặp Thi vui vẻ là được, ủng hộ cho Thi mua, có tiền mua nhà là được rồi. Rồi chưa có bạn gái luôn, chưa có bạn trai luôn, hay là có bạn trai rồi mà mẹ chửi? Trai Nha Trang cũng đẹp quá ha, dễ thương quá ha, múp cái cưng ghét ghê vậy đó. Rồi chừng nào về Nha Trang là ông xã? Em ở đây. Thôi ở đây đi, tối nay hai đứa mình ở chung. Trời ơi tướng ngon quá, tối nay anh chở em về, em sẽ dẫn anh đi ăn pizza. Anh thích ăn pizza không? Pizza giò gà lạ nhất Việt Nam. Tao bán pizza thịt heo, thịt bò, em bán pizza giò gà. Thấy ghét quá trời luôn rồi, thấy cưng quá à. Cho anh yêu con không? Hả? Tùy thôi, cho luôn, mẹ cho luôn, chị cho luôn, đến nhau luôn nha, tối nay nha. Ủa đang học ở đây hả? Dạ đúng rồi. Tướng ngon quá vậy ta, thích tướng bự bự à, đè nặng là thích à. Cảm ơn cô nha, chúc gia đình mình ăn ngon miệng.
Thì quay qua không gian thì ở phía trước này thì bà con cô bác mình cũng rất là nhiều. Nãy giờ con không được tiếp xúc luôn, đó đâm gỏi, đâm liên tục sợ khách sắp hàng. Cảm ơn chị nha, vô châm nha. Từ Mỹ về, đại gia Mỹ, USA. À, coi YouTube em hả? Vui không? Ở ngoài vui không? Ở ngoài nãy giờ nói chuyện này vui mà đâm gỏi hết vui rồi. Đâm gỏi mệt quá vui không nổi. Vậy hả, ngoài đẹp hả? Cô cũng dễ thương, cô cũng ở nước ngoài luôn hả? Đại gia Mỹ, nói chung là ăn bên Mỹ một phần ăn là bằng hết ăn hết cái này luôn. Rẻ không con? Nhiều đây đâu có nhiều đâu cả, cái này 60, 108, 240, 300, 350. 350 ăn tổng cộng nãy giờ có 450 à. Rẻ không? Rẻ hơn bên Mỹ á, có 20 đô à. À bọn ăn tô bánh canh 20 đô vậy. Vậy ăn ở Việt Nam biết khi nào mà hết tiền được. Cảm ơn cô nhiều nha, chúc gia đình mình vui vẻ nha. Rồi thì sau đây gặp được khách hàng cũng vui, Việt Kiều quá trời đúng không? Rồi cảm ơn nha. Chị hả, cảm ơn em nha. Nhưng bữa nay ăn món ăn ngon không chị? Con hả, chị biết em lâu chưa? Đến quán em mấy lần rồi? Nhiều lần. Nhiều lần rồi. Nhưng bữa nay thấy ngon hơn trước không? Ngon hơn trước, có nhiều món ăn lắm đó, có thể thưởng thức. Em có coi chị không? Vậy là em có coi tất cả các chương trình chị. Có bao giờ chửi chị không? Vui vẻ sợ. Cảm ơn em nha, chúc em vui vẻ. Đây là ông ngoại xe ôm nè mọi người, chở cho Thi mỗi ngày. Thì bữa nay khách hàng cũng đã đến đông đúc quá rồi, cho nên bây giờ Thi không thấy trai đẹp. Thôi Thi phỏng vấn tí xíu khách hàng đi. Chị đến từ đâu vậy chị? Gò Vấp. Gò Vấp hả? Chị biết em lâu chưa? Lâu hả? Chỉ có hai người đến. Ăn rồi nhiều lời. Nhưng khẩu vị còn y cũ không? Hay ngon hơn? Như cũ. Em có hơi mặn phải không? Hơi mặn dễ lắm, chị dắt nước ra thì cào cái đu đủ qua bên. Mấy bữa nay ai cũng nói hơi mặn, nó biết sao hồi đó hơi ngọt. Bây giờ sau này thì bớt ngọt lại rồi, cho nên là nó hơi mặn mặn ngọt ngọt. Nhưng mà nếu mà ăn có kèm bún vô là ngon. Nhưng mọi người nếu mà ăn có bị mặn á, lùa nước ra nha. Lùa nước ra. Lùa nước ra là bở mặn. Nhưng mà trà tắc vẫn ngon phải không chị? Chạy từ Gò Vấp qua đây xa gần kết. Ôi trứng gà này ăn rồi chưa? Ngon không? À ngon. Tính ra trứng gà ai cũng đều khen. Trứng gà biết sao mọi người, một ngày thì bán mấy trăm ký lô á. Nhưng mà vì thứ nhất là làm cũng hơi cực. Cái khâu chân gà là cực lắm. Chặt chân gà, rồi ướp chân gà, rồi luộc chân gà, rồi phải làm gia vị cho nó ngon, nó đậm đà. Cái nhiều khi đem về mà để trắng bóc luôn nhìn thấy sợ lắm, ăn không ngon. Cho nên thì phải làm như vậy. Rồi thì quay qua cảm ơn chị nha. Còn bà này là bà bán vé số nè, bà ăn mỗi ngày. Đại gia tỷ phú bán vé số. Chúng độc đất 10 tấm. Giờ lấy tiền đến ăn gỏi với uống bò di, uống trà tắc mỗi ngày luôn. Bữa nay thấy sắp xếp gì gọn không? Tháng ăn hết 25 ngày rồi, có tiền nhiêu đem lại ăn hết. Mà ngồi đây vui không? Vui hả? Bả tính ra ngày nào mà cũng có tiền ăn hết trơn á. Thôi bây giờ chuyện này chuyện đời tư của bả mình không biết được nha. Mình cứ vui vẻ theo cái cách của mình thôi, gặp trước mắt. Thôi bây giờ thì sẽ quay qua không gian quán nhà Thi. Thì bữa nay thì có sắm một cái cây bông này đẹp không quý vị? 500 ngàn đẹp không Đạt? Chị quay không Đạt kìa. Đẹp không Đạt? Đẹp không? Đẹp dữ không? Đẹp dữ lắm không? Mỗi ngày ông chạy xe ôm cho con, chở cho con ngày được mấy chuyến? 5-6 chuyến. 5-6 chiến là ngày được 150. Chiến 30. Rồi cho hỏi coi vợ của ông là cái bà bán trái cây hả? Không phải, cây là sớm. Hàng sớm. Rồi ông có vợ con gì không? Có. Mấy đứa con? 4 đứa. Hồi bữa giờ ông chạy cho con nhiều lắm rồi đó. Được cũng nhiều rồi, một tuần cả 700-800 rồi. Ở gần nhà Thi bển á, chạy xe ôm cho Thi nè, chở ba cái thùng thao này nọ nè, bển qua chở ba khía này nọ đó, chở này nọ nè, chiến lấy 30 thì chở ngày 5-7 chuyến, có khi đi 5 chuyến 7 chuyến. Tại vì bình thường mà chở nguyên luôn á, một ngày thì quá đắt 3 chuyến thôi. Còn không có bài ra 5 chuyến thì cũng trả 5 chuyến. Tại vì sao? Tại vì thấy ông già rồi, giống như cho đi gì đó. Thi vô tư lắm thì cho nên là Thi cũng chia sẻ theo những cái gì đó thì thực tế thấy trước mắt đó, thấy sao nói như vậy. Cà na thì bữa nay cà na mới về 75.000 một hũ. Tai heo ngâm chua ngọt 130, 220. Củ kiệu 130, ba khía. Hai cái này nè mọi người trộn chung nhau ăn ngon nha. Này nè. Rồi mọi người để thêm hành tím vô sắc mỏng mỏng, với lại tỏi sắc mỏng mỏng, để ớt sắc mỏng vô nữa. Trộn lên cho đều, thêm miếng đường vô là ngon nhất nách. Chuẩn bị làm cái sân thượng. À cũng có anh chị em nói gì nè. Ti Thi làm cái sân thượng lên rồi sao người ta đi nổi, mấy bà già. Mấy bà già ngồi dưới. Bà già 70, 60 ngồi dưới hồng lên lầu 1. Còn sân thượng để cho giới trẻ, trai với trai, gái với gái,
hoặc là vợ chồng đó, ai thích cặp tình nhân cặp đôi lên lầu xuống thượng, còn ai cũng như là thích mà gia đình dòng họ thì lầu một, cái tự nhiên quắc mấy bà già 70 tuổi lên tới xuân thượng rồi sao lên, đó không, không hợp lý. Cho nên nhiều anh chị em cũng nói mắc cười, tại vì ở trên đó thì sẽ trang trí nhờ cái kiểu mà bông hoa cây cỏ này nọ thì làm cái bông tươi tươi luôn, tại vì ở trên xuân thượng là nó cái dạng là ngoài trời đó, gió tự nhiên thoáng tự nhiên, cho nên là mình cũng vẫn gắn quạt đó, mà ở trên đó có hai nhà vệ sinh đó, thì mình có thể là mình lên trở nên thoải mái hơn đó, thì nghĩ như vậy. Thì cho nên là thì sẽ làm xuân thượng trên đó lãng mạn, ở nghe nhạc nhẹ nhẹ thì sẽ làm nhạc nhẹ nhẹ, và có chỗ rửa chén trên đó luôn, có nhân viên phục vụ trên đó luôn. Thì trên đó là thì trang trí cái cả dạng mà giống như rừng xanh vậy đó, rừng cây mênh mông, để sao mọi người mới mát được, tại vì nó trên xuân thượng nó hơi nắng đó, thì phải trang trí thì nó cũng lay lay cái này thôi, nhưng mà có cái là cái phong cảnh nó sẽ thoải mái, có phun sương, ví dụ làm phun sương ngồi nó mát hơn dù gì. Thì thôi giờ Thi chia sẻ về cái cách làm việc kinh doanh của Thi mỗi ngày, cũng đã mỗi ngày rồi, nhưng mà Thi thích cái bông này ghê á, Thi sẽ mua bông này nè, bự để trên sân thượng nó đẹp lắm á ha, này đẹp á. Bây giờ ở bên trong này cũng gọn gàng rồi, đồ ăn thức uống thì Thi cũng đã sắp ở đây sẵn hết rồi, cả nhà chuẩn bị là sắp tới là những cái nồi này nè là Thi sẽ sắp cái dãy này, dãy này, cái đường này là sẽ không đi nữa, là Thi sẽ đem hết mấy cái nồi này qua đây là bán hết bốn nồi, bốn món ăn. Bốn món ăn của Thi là ốc bu luộc nha, bún thái tâm giam, bún curry, bún curry giò heo, bún riêu canh, bún riêu cua, và có thể nữa thêm cháo lòng nữa, năm món. Thì nguyên cái dãy này là năm cái nồi, là có hai nhân viên múc phục vụ tất cả anh chị em cái dãy này đó, là cho khách lên xuân thượng. Thi đang thuê nhà kế bên nha, chưa có, thì cho nên là bây giờ mình còn chỗ nhiều lắm, nhưng mà mình tính từ từ cái nào đó trước mắt cho nó gọn cái, để sao để cho nó thoải mái, cái con người mà đến ở đây là nhanh gọn lẹ, tiền trao cháo múc nhanh gọn lẹ, đến không cần chờ đợi 10 phút 5 phút có ăn liền, đông cỡ nào Thi cũng phục vụ 5 phút thôi. Mọi người thấy quá lẹ phải không cô, lẹ lắm. Dịch vụ nhà Thi là tổng cộng là 27 đứa nhân viên nhà Thi, là sắp tới Thi mở lên sân thượng là 30 đứa nhân viên, làm sao mà cho mọi người không bị thất vọng đến chờ đợi. Tại vì Thi có kinh nghiệm nha, Thi đi chơi du lịch đi, Thi vô cái quán nhà hàng nào mà lớn lớn ăn đi, đợi làng là nửa tiếng đồng hồ là mới có ăn, còn quán Thi vô 5 phút lẹ tay trả tiền liền vô bưng ăn thôi. Bây giờ sau đây cũng cảm ơn tất cả các quý khách khán giả luôn luôn yêu mến, nếu như có điều gì đó mà không hay, sai xúc, xấu đẹp, có thể là góp ý comment phía bên dưới, có thể là Thi sẽ có cải thiện những câu chuyện của Thi để sao cho một cái quán của Thi nó phát triển lâu dài hơn. Năm nay nữa là được là 5 năm rồi, bây giờ chuẩn bị là qua 6 năm, thì cho nên là Thi sẽ gắng cố gắng được 10 năm, 20 năm hơn nữa để phục vụ bà con cô bác mình, vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Chúc tất cả các quý vị khán giả đến quán nhà Thi vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại app Grab, Shop đi phố tìm kiếm Thi gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình HTV Thi vào ngày mai.